trong chiến dịch chưa từng có tiến vào lãnh thổ Nga những ngày gần đây. Theo báo cáo hôm 19 tháng 8, Ukraine vừa chiếm thành công làng Apanasovka ở khu vực Kursk, đánh dấu một trong những bước tiến mới của Kiev trong cục diện chiến sự tại khu vực này. Trước thông tin các nhà báo Mỹ đi theo Ukraine xâm nhập Kursk, Nga lên án và tức tốc điều tra vụ việc. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga cần huy động khoảng 20.000 quân để phản công trong trận chiến khốc liệt ở Kursk Giữa căng thẳng, một chuyên gia Nga kêu gọi tấn công hạt nhân vào New York và London phe bảo trợ của Ukraine. Tại trao lửa Trung Đông, Algeria tuyên bố sẽ gửi quân đến Gaza hỗ trợ người Palestine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ vừa cảnh báo cơ hội cuối cùng cho đàm phán ở Gaza. Tại Mỹ, gần 1.000 người ủng hộ Palestine tuần hành ở Chicago trước thềm diễn ra Đại hội Quốc gia Đảng Dân Chủ. Các tin tức đáng chú ý khác trên toàn cầu nato sẽ căn cứ quân sự lớn nhất châu âu đối diện bán đảo crimea tàu chiến đức chờ lệnh vượt eo biển đài loan lần đầu trong nhiều thập kỷ philippines ghi nhận ca nhiễm virus đậu mùa khỉ mpox lần đầu trong năm tất cả sẽ có trong chương trình thế giới hôm nay ngay sau đây Quang Huy xin kính chào quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột trên thế giới. Trước tiên sẽ là tình hình đáng chú ý tại khu vực Đông Âu hiện nay. Thưa quý vị, cơ quan báo chí của Hải quân Ukraine vừa công bố video cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã nắm quyền kiểm soát làng Apanasovka, quận Korenetsky, vùng Kursk. Đoạn video cho thấy, thủy quân lục chiến của tiểu đoàn bộ binh Hải quân biệt lập 501 đang xé một lá cờ Nga trong làng Apanasovka, Apanasovka là một ngôi làng nhỏ với dân số dưới 200 người. Trước đó, ngôi làng này nằm trong vùng xám, nhưng bây giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Sự tiến bộ nhanh chóng của quân đội Ukraine trong khu vực này diễn ra nhờ việc Ukraine đã phá hủy các cây cầu bắc qua sông Sem, các đứt một phần khu vực Kursk. Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, không quân Ukraine đã phá hủy cây cầu bắc qua sông Sem ở làng Kluskovo, Cây cầu này cùng với hai cây cầu khác nằm gần các làng là Vansnoje và Kharis, là những cây cầu đường duy nhất bắt qua sông Sam trong khu vực. Bên cạnh đó còn có một cây cầu đường sắt. Vào ngày 18 tháng 8, có thông tin cho rằng cây cầu bắt qua sông Sam ở làng Vansnoje đã bị phá hủy. Nếu cầu này bị phá hủy, một phần của quận Kloskovsky có thể sẽ bị cắt đứt khỏi lực lượng chính của Nga từ phía Bắc. Quân đội Nga có thể triển khai phà trên sông nhưng có khả năng sẽ bị tên lửa của lực lượng Ukraine tấn công. Cùng lúc đó, lữ đoàn xung kích đường không số 80 Ukraine mới đây đã thông báo, đơn vị này vừa tịch thu một xe tăng T-90M của Nga trong chiến dịch xuyên biên giới ở tỉnh Kursk, thiết bị này từng được tổng thống Vladimir Putin mô tả là xe tăng tốt nhất thế giới. Lữ đoàn 80 Ukraine cho biết họ đã tịch thu được chiếc xe tăng trong một đợt đột kích vào phía sau phòng tuyến của lực lượng Nga. Khi đó, các quân nhân Ukraine phát hiện lính Nga đang tìm cách khởi động chiếc xe tăng nhưng không thành công, buộc phải bỏ lại khi tháo chạy. Sau khi tịch thu chiếc T-90M, lực lượng Ukraine nhận thấy lý do xe không hoạt động là vì ác quy đã càng sạch điện. Họ thay ác quy cho chiếc xe tăng và khởi động nó thành công sau 10 lần thử, rồi lái phương tiện này về căn cứ. Video do quân đội Ukraine đăng tải cho thấy chiếc xe còn khá nguyên vẹn và đã được lữ đoàn 80 sơn hình tam giác màu trắng, biểu tượng của quân đội nước này trong chiến dịch ở tỉnh Kursk. T-90M Rovrit 3 là phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng chủ lực T-90A. Nó được coi là mũ xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay. Tuy nhiên, tổ vận hành mới cho biết họ không thích chiếc xe tăng lắm vì nó có hệ thống điều khiển nặng nề, phải dùng cần gạt để xoay thân xe. Quân nhân của lữ đoàn 80 cho hay rất khó để lái nó vì không thể xoay tháp pháo như mong muốn. Cần lái thì giống như là trên xe tải Gaz 66 CCGA. Nhìn chung thì tổ lái mới không hài lòng với chiếc xe tăng này các cơ quan thực thi pháp luật Nga đang tiến hành điều tra về các hoạt động của nhóm phóng viên từ tờ báo Mỹ The Washington Post sau khi họ xâm nhập vào khu vực Sutha thuộc tỉnh Kursk cùng với quân đội Ukraine. Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova công bố ngày 19 tháng 8. Trước đó, The Washington Post đã đăng một bài báo về tình hình tại Sutha, trong đó có các phóng viên của họ đã vào lãnh thổ Nga cùng với quân đội Ukraine. Hành động này đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng Nga và họ đang điều tra các sự kiện và bối cảnh liên quan. Trong một diễn biến khác, đại sứ Ý tại Nga Cecilia Piccioni đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga sau khi các nhà báo của đài truyền hình quốc gia Ý Rai bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào tỉnh Kursk để đưa tin về một cuộc tấn công của các chiến binh Ukraine. Nga đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với hành động này. Theo một báo cáo vào ngày 17 tháng 8 của Reuters, hai nhà báo Ý Stefania Pastitini và Simon Twaini đã làm dấy lên sự tức giận từ phía Nga khi thực hiện một bản tin từ các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Kursk. Hãng tin Rai đã quyết định tạm thời đưa hai nhà báo này trở về Ý để đảm bảo an toàn cá nhân. Bộ Ngoại giao Ý cho biết các đội tin tức của Rai hoạt động độc lập và tự chủ, khẳng định rằng báo chí không phải là tội phạm và việc đưa tin không cần sự chấp thuận trước từ phía chính quyền. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW mới đây cũng đã báo cáo rằng lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc phản công ở tỉnh Kursk của Ukraine, đòi hỏi triển khai thêm quân đội và các nguồn lực. Đánh giá này được đưa ra sau cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực, tiếp tục buộc Nga phải tái bố trí lực lượng từ các khu vực khác của cuộc xung đột. Theo Wall Street Journal, một nguồn tin quen thuộc với chiến dịch của Ukraine đã báo cáo rằng Nga đã tái triển khai một số lữ đoàn với tổng số 5.000 binh sĩ đến Kursk từ những nơi khác ở Ukraine vào giữa tháng 8. Nguồn tin chỉ ra rằng một trong những lữ đoàn này đến từ Donetsk. ISW đã quan sát thấy sự xuất hiện của các đơn vị Nga khác nhau ở Kursk, bao gồm các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới 200 và tiểu đoàn Tiger của lữ đoàn bộ binh hải quân 155. Theo báo cáo của ISW, lực lượng Nga đã tái triển khai thêm lực lượng đến Kursk kể từ tuần đầu tiên trong cuộc đột kích của Ukraine và có khả năng tái triển khai hơn 5.000 nhân viên đến toàn khu vực Kursk. Dù những đợt tái triển khai này giúp làm chậm tiến bộ của Ukraine, isw cho rằng đây chỉ là khởi đầu cho phản ứng của nga theo ISW, lực lượng Nga có thể sẽ khởi động một cuộc phản công phối hợp để chiếm lại lãnh thổ ở Kursk mà lực lượng Ukraine đã kiểm soát. Tuy nhiên, còn quá sớm để đánh giá khi nào lực lượng Nga sẽ ngăn chặn hoàn toàn các bước tiến của Ukraine ở Kursk và nắm bắt thời cơ để thực hiện việc này. Nguồn tin của World Trade Journal cũng ước tính rằng lực lượng Nga có thể cần tới 20.000 binh sĩ để chiếm lại lãnh thổ trong khu vực, nhiều hơn đáng kể so với 6.000 binh sĩ Ukraine hiện đang ở Kursk. Tuy nhiên, ISW cũng lưu ý rằng điều này sẽ phụ thuộc vào việc các lực lượng Ukraine bảo vệ mạnh mẽ các vị trí của họ bên trong nước Nga như thế nào. ISW kết luận cuộc phản công tiềm năng này của Nga có thể sẽ yêu cầu Nga triển khai nhiều nhân lực, thiết bị và vật liệu hơn cho Kursk. Theo tờ The Economist vừa qua đưa tin, Ukraine đã cố tình không thông báo cho các đồng minh phương Tây về kế hoạch tấn công xuyên biên giới vào Nga, vì họ sợ sẽ ra lệnh cho Kyiv hủy bỏ hoạt động này hoặc là thông tin chi tiết sẽ bị rò rỉ. Economist dẫn các nguồn thạo tin cho biết, vài tuần trước cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kursk của Nga, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexei Shishkin đứng trước bầu vực bị sa thải do mặt trận ở Donbass bị sụp đổ. Theo tờ báo, giữa lúc căng thẳng gia tăng, tướng siski đã nghĩ ra một canh bạc táo bạo với một số kịch bản. Những kịch bản này bao gồm các cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk hoặc là Priensk và là kết hợp cả hai. Bài báo nêu rõ, mục tiêu chính là kéo quân đội Nga ra khỏi vòng vây Donbass và tạo ra những con bài mặc cả cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Người chỉ huy được cho là đã giữ bí mật ở mức độ cao nhất, chỉ thảo luận các kế hoạch với một nhóm quan chức được chọn và thông báo riêng cho Tổng thống Zelensky. Theo The Economist, Điều này đồng nghĩa là các đồng minh phương Tây đã bị bỏ mặt trong bóng tối. Nguồn tin của tờ báo cho biết, phương Tây đã ngăn cản hai chiến dịch trước đó của tướng Sisky, một chiến dịch đã bị rò rỉ cho Nga, còn một lần khác, Ukraine được chỉ thị phải hủy bỏ. Cáo buộc rò rỉ kế hoạch có thể đang ám chỉ đến cuộc phản công mùa hè năm 2023 khi Ukraine thất bại trong việc giành được kết quả như mong đợi. Tổng thống Zelensky nói rằng các kế hoạch của chiến dịch đã được đem lên bàn kế hoạch của Điện Kremlin ngay cả trước khi nó bắt đầu. The Economist lưu ý rằng hiện nay khi Ukraine đã phát động cuộc tấn công, phương Tây cũng không phản đối. Nhiều quan chức phương Tây đã lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công vào Nga, lập luận rằng Kiev có quyền tự vệ. Mỹ khẳng định rằng họ không tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc xâm nhập Kursk. Tuy nhiên, cựu thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev lập luận rằng Kiev sẽ không bao giờ dám tiến hành một hoạt động như vậy nếu không có sự hậu thuẫn của Washington, đồng thời nói thêm rằng NATO đã cung cấp cho Ukraine vũ khí, huấn luyện viên quân sự và tình báo. Alexei Makievsky, một binh sĩ Ukraine đã từ nguyện đầu hàng lực lượng Nga sau khi phải chịu đựng những khó khăn khắc nghiệt nơi tiền tuyến và áp lực tàn nhẫn từ cấp trên. RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phỏng vấn dài 3 phút với Makievsky, trong đó thì anh ta đã chia sẻ về tình trạng thiếu thốn và sợ hãi mà anh và các đồng đội phải đối mặt. Makievsky từng là một cựu cảnh sát nhưng bị sa thải sau khi từ chối gia nhập lữ đoàn tấn công của Ukraine. Ba tháng sau khi mất việc, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhập ngũ có lương. Anh cho biết mình được thông báo sẽ được triển khai đến Donbass ở tuyến phòng thủ thứ hai, không phải nơi trực tiếp đối đầu với lực lượng Nga. Tuy nhiên thực tế không như những gì mà Makievsky mong đợi. Khi đến nơi, anh và đồng đội bị bỏ rơi trong tình trạng thiếu thốn, không có thức ăn hay nước uống. Makievsky kể lại rằng Chúng tôi lập tức bị đưa đến đó và được yêu cầu phải đào hào. Nhưng những cái sàn đá cùn, công việc không thể thực hiện được. Đến ngày thứ sáu, anh đã kiệt sức và cảm thấy mình sắp chết vì đói khát. Trong một lần khác, makeevsky nghe thấy sự hỗn loạn trên đài phát thanh khi một nhóm binh sĩ Ukraine quyết định rút lui. Tuy nhiên, họ nhận được cảnh báo từ cấp trên rằng nếu rút lui, họ sẽ bị bắn bởi một loạt tên lửa Grad từ chính đồng đội của mình. Anh nói về sự tàn nhẫn của chính phủ và sự tham nhũng trong quân đội, nơi mà những người lính như anh chỉ là những bi đỡ đạn trong cuộc chiến. Nhiều binh sĩ Ukraine khác cũng đã chọn đầu hàng, cáo buộc chính quyền Kiev coi họ là những vật hy sinh và không hỗ trợ đầy đủ trong chiến đấu. Những người lính này cũng đã phàn nàn về sự thiếu hụt huấn luyện cơ bản và nhiều vụ đau ngủ. Để đối phó với tình trạng này, quân đội nga đã thiết lập một tần số vô tuyến đặc biệt để các binh sĩ Ukraine có thể sử dụng khi muốn đầu đồ hàng. Đồng thời, đảm bảo họ sẽ được đối xử nhân đạo như tù binh chiến tranh. Vụ trưởng vụ châu Âu thuộc ba bộ ngoại giao Nga, ông Oleg Stiefkin, mới đây cũng đã cho biết Moscow đã đưa ra phản ứng cụ thể nếu Ba Lan cố gắng đánh chặn tên lửa của Nga trên không phận Ukraine. Ông Tsevkin nói nếu Vassava chính thức đưa ra quyết định mạo hiểm và muốn cố gắng đánh chặn vũ khí tầm xa của Nga để vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự từ lãnh thổ Ukraine, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng đầy đủ và cụ thể. Nga đã nhiều lần cảnh báo những rủi ro mà các quốc gia phương Tây sẽ gặp phải nếu tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự ở Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan, ông Radoslaw Sikorski nói rằng Vassava đang xem xét khả năng bắn hạ tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Kiev trước đây đã kêu gọi các nước phương Tây bắn hạ tên lửa trên không phận Ukraine từ lãnh thổ của cái nước này. Truyền thông Pháp trích lời các quan chức Ukraine đã đưa tin vào cuối tháng 6 rằng Kiev đang thúc đẩy các đồng minh châu Âu tạo ra một vùng cấm bay ở phía tây Ukraine bằng cách triển khai các hệ thống phòng không ở Ba Lan và Romania. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra khốc liệt, chuyên gia người Nga Stanislav Skepsbisknik gần đây cũng đã cho biết rằng Moscow đã xảy ra chiến tranh với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nói thêm rằng Nga nên trả đũa bằng cách tấn công các thành phố như là New York và London bằng vũ khí hạt nhân. Ông <laughs> Kravitnik, một người Mỹ gốc Nga và là cựu sĩ quan quân đội Mỹ đào tẩu sang Nga vào những năm 90 đã liên tục gọi Mỹ là kẻ thù của Nga, cáo buộc họ muốn tiêu diệt người dân Nga. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Kravitnik, nói rằng nếu chúng ta muốn kết thúc cuộc chiến này, chúng ta cần phải tiêu diệt hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine, không phải mang đến thất bại cho họ, mà là tiêu diệt họ hoàn toàn. Vào thứ Bảy tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova đã cáo buộc lực lượng Ukraine chuẩn bị tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk NPP. Ông Krapivnik khẳng định, đây là một cuộc tấn công bằng vật liệu hạt nhân, Hồng muốn gây ra vụ nổ hạt nhân trên lãnh thổ Nga. Đây là một sự khiêu khích trực tiếp và cần phải xóa sạch Kiev khỏi trái đất. Để đáp trả bên tài trợ cho Ukraine, một thành phố của Mỹ cũng nên bị xóa sổ, London cũng nên bị tấn công. Trong khi đó, Ukraine đã bác bỏ việc muốn tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trở lại với các diễn biến trong lòng chảo Trung Đông, Tổng thống Algeria Antemanis Tebow mới đây cũng đã nói rằng Algeria sẽ sát cánh với người dân Palestine và sẵn sàng gửi quân đến giải Gaza. Khẳng định lại sự ủng hộ của đất nước mình đối với Palestine, Tổng thống Algeria tuyên bố rằng Algeria sẽ ủng hộ người dân Palestine, đặc biệt là giải Gaza. Ông nhấn mạnh rằng Algeria sẵn sàng gửi quân đội để giúp xây dựng lại giải Gaza. Ông Tepo đã nói trong một bài phát biểu ở Constantinople, ở phía đông bắc của Algeria, rằng Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Palestine, đặc biệt là Gaza. Tôi thề với Chúa toàn năng rằng nếu biên giới giữa Ai Cập và Gaza được mở cửa trở lại, chúng tôi sẵn sàng gửi quân và giúp xây dựng lại giải Gaza. Ông cho biết Algeria đã sẵn sàng gửi hàng trăm bác sĩ đến giải Gaza. Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW hôm 19 tháng 8 cho biết các cuộc không kích của Israel vào cảng Hodeida của Yemen vào tháng trước dường như là một cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường và có thể quy vào tội ác chiến tranh. Trước đó, vào ngày 20 tháng 7, Israel cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tấn công các mục tiêu quân sự Houthi gần Hodeida. Cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và một nhà máy điện. Theo H ORW, ít nhất 6 người thiệt mạng và ít nhất là 80 người khác đã bị thương. Vụ việc diễn ra vào một ngày sau khi một vụ máy bay không người lái Houthi tấn công trung tâm kinh tế Tel Aviv của Israel khiến cho một người thiệt mạng mà HRW cho biết cũng có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, các cuộc không kích trả đũa của Israel và Hodeida đã đánh trúng hơn 20 bể chứa dầu và hai cần cẩu vận chuyển ở cảng cũng như một nhà máy điện ở quận Salif của tỉnh. HRW nói rằng các cuộc tấn công dường như đã gây ra thiệt hại không cương xứng cho dân thường và các đối tượng dân sự, vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh, đó là cố ý hoặc là liều lĩnh tấn công. Hình ảnh vệ tinh được phân tích cho thấy các bể chứa dầu bị cháy trong ít nhất 3 ngày gây ra những lo ngại về môi trường. Không có bình luận ngay lập tức từ Bộ Ngoại giao Israel. Horeda nằm dưới sự kiểm soát của Houthi từ năm 2021, rất quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho người dân Yemen, những người phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Khoảng 70% hàng nhập khẩu thương mại của Yemen và 80% viện trợ nhân đạo đi qua cảng. Houthi đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, làm gián đoạn thương mại toàn cầu qua Biển Đỏ để đối phó với các cuộc tấn công của Israel và Gaza. Israel nói rằng Houthi đã phát động 200 cuộc tấn công chống lại họ kể từ khi chiến tranh Gaza nổ ra. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 19 tháng 8 cảnh báo vòng đàm phán hiện tại có thể là cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở giải Gaza khi mà cuộc xung đột đẫm máu đã kéo dài hơn 10 tháng. Trang tin Ynet dẫn lời phát biểu của ông Blinken trong cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Jerusalem. Đây là thời điểm quyết định, có lẽ là cơ hội tốt nhất, có thể là cơ hội cuối cùng để đưa các con tin về nhà, đạt được lệnh ngừng bắn và đưa mọi người vào con đường tốt hơn, hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài. Ngoại trưởng Mỹ đã đến Israel vào tối 19 tháng 8. Ông cũng có cuộc họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan. Trong cuộc họp, Thủ tướng Israel đổ lỗi cho việc không đạt được thỏa thuận là do Hamas. Vào ngày 15 tháng Tháng 8, tại thủ đô Doha của Qatar, một vòng đàm phán khác đã bắt đầu về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza và việc trả tự do cho các công tin. Ba nước trung gian Ai Cập, Qatar và Mỹ đưa ra tuyên bố chung cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra trong bầu không khí tích cực. Các bên đã nhất trí tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Cairo vào cuối tuần này có thông tin cho rằng trong tương lai gần, các nhóm sẽ tiếp tục phát triển cơ chế thực hiện các điểm chính của thỏa thuận, bao gồm trao đổi con tin bị giam giữ tại giải Gaza với tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, cũng như ổn định tình hình nhân đạo tại vùng đất này. Theo thông tin từ Anadolu, Ngoại trưởng Anh David Lamy và Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejol vào ngày hôm 18 tháng 8 cũng đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả thảm khốc nếu như Iran tiến hành cuộc tấn công trả đũa Israel. Viết trong một bài báo chung cho The Observer cả hai cũng đã cho biết nếu đưa ra tính toán sai lầm chúng ta có nguy cơ rơi vào một cuộc xung đột thậm chí là còn sâu sắc và khó giải quyết hơn với xu hướng leo thang tiến trình để hướng tới một giải pháp chính trị cũng trở nên khó khăn hơn hai vị ngoại trưởng nhấn mạnh rằng những hành động này không chỉ làm hỏng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở gaza mà còn có những tác động tàn phá rộng lớn hơn đối với khu vực các ngoại trưởng nói rằng, kể từ tháng 10 năm ngoái, căng thẳng đã gia tăng không chỉ ở Gaza mà còn ở Liban. Ông Lamy và ông Sejons nhấn mạnh rằng, chu kỳ bạo lực đang diễn ra ở Trung Đông cảnh báo rằng tình hình sẽ nguy cơ ngày càng phức tạp và ngày càng khó đoán do những tính toán sai lầm. Bài báo nhấn mạnh rằng, lợi ích quốc gia và an ninh của cả Pháp và Anh cũng như an ninh của châu Âu và Trung Đông được kết nối với nhau hai ngoại trưởng cũng đã cho biết tất cả các bên nên tập trung vào các cuộc đàm phán mới được khởi động là gần đây để đạt được lệnh ngừng bắn và thả con tin ở gaza những cuộc đàm phán này mang đến một cơ hội quan trọng để đảm bảo một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nhằm chấm dứt cuộc xung đột khủng khiếp ở gaza cả hai khẳng định không bao giờ là quá muộn để đạt được là hòa bình cuộc xung đột toàn diện trên toàn khu vực nổ ra sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai tất cả các bên cần thể hiện sự kiềm chế và đầu tư vào ngoại giao bất kỳ một cuộc tấn công nào của iran đều sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc nhất là trong việc phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn hiện tại ở gaza Họ cũng cố rằng việc khẩn cấp đảm bảo thỏa thuận này là vì lợi ích của người Israel, người Palestine và Trung Đông, chỉ có thỏa thuận này mới có thể giảm bớt sự đau khổ của người dân và khôi phục lại an ninh. Trong chuyến thăm chung của anh Pháp đầu tiên sau hơn 10 năm, ông Lamy và ông Cerro đã đến thăm Israel cũng như các vùng lãnh thổ Palestine vào thứ sáu tuần trước. Reuters đưa tin một đám đông khoảng 1.000 người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành qua bang Chicago vào tối Chủ nhật 18 tháng 8 trước thềm diễn ra Đại hội Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC. Hô vang khẩu hiệu tự do cho Palestine và dẹp bỏ DNC nhóm người biểu tình đã diễu hành khoảng 2,4 km qua trung tâm thành phố. Hàng chục đại biểu Hồi giáo đã tức giận trước sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Những người này đang tìm kiếm sự thay đổi trong đảng Dân Chủ và có kế hoạch thúc đẩy lệnh cấm vận vũ khí trong tuần này. Đảng Dân Chủ hiện vô cùng cảnh giác khi đang chuẩn bị các bài phát biểu cấp cao tại hội nghị của mình. Tự gọi mình là đại biểu chống lại nạn diệt chủng, nhóm ủng hộ người Palestine cho biết họ sẽ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình trong các sự kiện chính của Hội nghị Quốc gia Dân Chủ kéo dài 4 ngày. Hội nghị bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 để chính thức đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên Tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đứng trên sân khấu của Đại hội Quốc gia Đảng Dân Chủ tại Chicago vào tối 19 tháng 8 theo giờ Mỹ. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng ông xuất hiện tại đại hội trong sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, sự kiện này đáng ra sẽ được chú ý với màn chia tay của vị tổng thống 81 tuổi, nhưng nay đã bị lu mờ bởi các cuộc biểu tình rầm rộ, phản đối sự ủng hộ quân sự của Mỹ đối với Israel trong cuộc chiến tại Gaza. Ông Joe Biden sẽ phát biểu tại đại hội đảng Dân Chủ ở Chicago Ông có thể sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt hơn với tư cách là một tổng thống sắp mãn nhiệm hơn là so với khi ông là ứng cử viên đại hội tôn vinh sự nghiệp chính trị kéo dài nửa thế kỷ của ông với vai trò thượng nghị sĩ phó tổng thống và tổng thống tuy nhiên theo bài báo trên the guardian tổng thống mỹ đang phải đối mặt với sự phản đối về một trong những di sản phức tạp nhất của mình hàng chục ngàn người biểu tình đã tụ tập tại chicago nơi tổ chức đại hội đảng dân chủ để yêu cầu mỹ chấm dứt viện trợ quân sự cho israel các nhà hoạt động đã gọi tổng thống joe biden là joe diệt chủng và kêu gọi tổng thống kamala harris thay đổi chính sách đối ngoại của chính quyền hoa kỳ sự xuất hiện của hàng ngàn người biểu tình chống chiến tranh Gaza tại Chicago đã khiến cho các nhà tổ chức lo ngại về sự tái diễn của thảm họa tại đại hội năm 1968 khi các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam đã làm trao đảo quốc gia và góp phần vào thất bại của đảng trong cuộc bầu cử tháng 11. Số người chết ở Gaza đã vượt quá 40.000 người. Nhóm biểu tình lớn nhất là Liên minh tuần hành DNC đã lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình vào thứ Hai và thứ Năm, trùng với các buổi phát biểu của ông Joe Biden và bà Harris các nhà tổ chức cho biết họ dự kiến có ít nhất là 20.000 nhà hoạt động sẽ biểu tình, bao gồm cả sinh viên đã phản đối chiến tranh tại các trường đại học. Bài phát biểu của bà Harris vào thứ Năm sẽ được những người biểu tình theo dõi chặt chẽ để xem liệu bà có sẵn sàng thực hiện một lập trường cứng rắn hơn đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay không. Điều này có thể sẽ giúp bà Harris định hình hình ảnh của mình trước khi bước vào cuộc tranh cử cam go. Cuối cùng, trong khi ông biden chuẩn bị cho kỳ nghỉ sau sự kiện những cuộc biểu tình và áp lực từ các nhà hoạt động có thể sẽ còn tiếp tục phản ánh một trong những di sản phức tạp và đầy tranh cãi nhất trong sự nghiệp chính trị dài của ông Đạo RT đưa tin Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ký sắc lệnh cấm xuất khẩu than sang Israel vì hoạt động quân sự của Tel Aviv ở giải Gaza. Đây là một đòn giáng mạnh đối với Israel vì Colombia là nhà cung cấp nhiên liệu hóa thạch lớn nhất của nước này với kim ngạch thương mại lên tới 450 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Hiệp hội Khai thác Mỏ Colombia đã cảnh báo về động thái này vào tháng 6. Thông tin trên trang web của Tổng thống vào Chủ nhật nêu rõ rằng quyết định này được đưa ra dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình hình nhân đạo phát sinh ở Palestine sau chiến dịch quân sự do Israel tiến hành sau ngày 7 tháng 10, 2023. Nghị định có hiệu lực 5 ngày sau khi công bố và sẽ có hiệu lực cho đến khi các lệnh về biện pháp tạm thời do Tòa án Công lý Quốc tế ban hành trong quá trình áp dụng công ước về phòng ngừa và trừng phạt tội diệt chủng ở giải Gaza được tuân thủ đầy đủ. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã chia sẻ sắc lệnh này trên tài khoản X chính thức của mình, giải thích rằng biện pháp này được đưa ra vì thang Colombia được Israel sử dụng để chế tạo bom trong các cuộc tấn công vào dân thường Palestine. Colombia từng là một trong những đối tác thân cận nhất của Israel ở Mỹ Latin Tuy nhiên, quan hệ giữa hai quốc gia đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở Gaza. Rạn nước bắt đầu sau khi Tổng thống Colombia mô tả chiến dịch ở Gaza là diệt chủng và so sánh quân đội Israel với Đức Quốc xã. Tel Aviv chỉ trích những bình luận của Tổng thống là thù địch và bài do Thái. Sau đó, Israel đình chỉ mọi hoạt động xuất khẩu thiết bị an ninh sang Colombia và quốc gia Nam Mỹ đáp trả bằng cách cắt đứt quan hệ ngoại giao liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cảnh báo về nguy cơ ông Trump thua cử nếu như ông tiếp tục công kích cá nhân ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris thay vì tập trung vào các vấn đề chính sách. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, cũng là một đồng minh thân cận của ông Trump, cho biết Tôi nghĩ rằng Phó Tổng thống Kamala Harris không có vấn đề gì. Theo tôi, bà ấy là một trong những ứng viên có đường lối tự do nhất từng nhận đề cử Tổng thống trong lịch sử của nước Mỹ. Theo ông, ông Trump hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong cuộc đua năm nay khi tranh luận về chính sách. Nhưng nếu ông tiếp tục với hình ảnh là một người thích công kích người khác, ông ấy khó có thể giành chiến thắng. Ông Trump và những vận động tranh cử của mình tăng cường công kích bà Kamala Harris sau khi ứng viên đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden, rút khỏi cuộc đua. Ông Trump từng đặt ra nhiều nghi vấn rằng phó tổng thống Kamala Harris không thực sự là người da đen mà là người gốc ấn. Ông Trump cho rằng bà Harris đang sử dụng màu da để thu hút sự ủng hộ của các cử tri thiểu số tuần trước trong một cuộc vận động tranh cử ở bang chiến địa pennsylvania ông trump cũng nói rằng ông ưa nhìn hơn bà harris trong khi đội ngũ của ông trump tập trung vào công kích đối thủ nhóm của bà harris tập trung vào các vấn đề chính sách để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri các tin tức an ninh đáng chú ý khác trên toàn cầu. Theo thông tin mới đây, thì NATO hiện đang củng cố căn cứ quân sự Mihail Koganisenu ở Romania, được xây dựng từ thời Liên Xô, nằm trên biển đen đối diện với Crimea nhằm tăng cường khả năng của liên minh ở sườn phía đông. Le Monde đưa tin một loạt máy xúc và xe tải đang hoạt động ở Dobruja, vùng cao nguyên rộng lớn nhìn ra biển đen ở miền đông Romania. Giữa cảnh quan khô cằn và không màu mỡ này, các máy móc đã đào và vạch đường băng cho máy bay. Căn cứ quân sự tại Mihailkornisenu, Kostenta, Đông Nam Romania, nằm trên bờ biển Đen, dự kiến sẽ trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của NATO ở châu Âu và sẽ vượt qua căn cứ quân sự của Mỹ ở Ramstein, Đức về quy mô. Căn cứ mới này sẽ giúp cho Romania tăng vai trò trong cấu trúc an ninh của NATO và có sức mạnh lớn hơn ở biển Đen, nơi Nga đang thống trị về mặt quân sự. Căn cứ sẽ có thể tiếp đón 10.000 binh sĩ và thường dân vào năm 2030 reuters đưa tin chỉ huy của các nhóm đặc nhiệm hải quân đức chuẩn đô đốc axel tru mới đây cũng đã cho biết hai tàu chiến đức đang chờ lệnh từ berlin để xác định xem liệu có tiến hành đi qua eo biển đài loan hay không đây có thể là những tàu hải quân đức đầu tiên trong nhiều thập kỷ đi qua khu vực này trong khi Mỹ và các quốc gia khác bao gồm Canada đã gửi tàu chiến qua eo biển trong những tuần gần đây, đây sẽ là lần đầu tiên hải quân Đức đi qua eo biển này kể từ năm 2002. Eo biển Đài Loan là một tuyến đường thương mại chính, khoảng một nửa số tàu container toàn cầu đi qua khu vực này. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Joes nói rằng quyết định vẫn chưa được đưa ra và việc triển khai hay không sẽ thụ thuộc một phần lớn vào thời tiết. Ông cho biết, chúng tôi sẽ ở đây để chứng minh rằng chúng tôi sát cánh cùng với các đối tác và bạn bè, cũng như chứng minh cam kết của chúng tôi đối với trật tự thế giới, hòa bình cho các cuộc xung đột lãnh thổ và tự do cho các tuyến đường vận chuyển. Khi được hỏi về sự xuất hiện của các tàu Đức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Đài Loan là một vấn đề nội bộ của Trung Quốc và chìa khóa cho sự ổn định là phản đối Đài Loan độc lập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Mao Ninh nói, Trung Quốc luôn phản đối việc phá hoại chủ quyền lãnh thổ và an ninh của Trung Quốc dưới vỏ bọc tự do hàng hải. Trước khi đi qua eo biển vào tháng tới, tàu khu trục nhỏ baden württemberg và tàu bổ sung Frankfurt Amen của Đức có kế hoạch đến Tokyo vào ngày 20 tháng 8. Các tàu này cũng sẽ dừng chân ở Hàn Quốc và Philippines. Ngoài ra cũng sẽ tham gia vào các cuộc tập trận trong khu vực với Pháp, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Philippines và Mỹ. Trong 4 năm vừa qua, quân đội Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động ở eo biển này. Các chuyến đi qua đường thủy của các tàu chiến nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, thường xuyên bị Bắc Kinh lên án, nói rằng các động thái này làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Đức là đối tác thương mại lớn của cả Trung Quốc và đảo Đài Loan, Nước này đã tham gia cùng với các quốc gia phương Tây trong việc mở rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực. Vào năm 2021, một tàu chiến của Đức đã đi qua Biển Đông, lần đầu tiên sau gần 20 năm. Tháng trước, Hải quân Đức đã triển khai máy bay chiến đấu đến Nhật Bản để thực hiện các cuộc tập trận chung đầu tiên ở đó. Ông Su cũng đã cho biết ông không thực hiện bất kỳ biện pháp an ninh cụ thể nào nếu các tàu chiến băng qua eo biển Đài Loan, gọi đó là chuyến đi bình thường, tương tự như là thuyền qua eo biển Anh hoặc là biển Bắc. Tuy nhiên, ông dự đoán chuyến đi sẽ được giám sát chặt chẽ, ông nói tôi đoán hải quân Trung Quốc, lực lượng bảo vệ bờ biển hoặc là dân quân hàng hải của họ sẽ quan sát chúng tôi. Thưa quý vị, chi phí sinh hoạt tăng cao đang trở thành mối lo ngại hàng đầu đối với hơn 90% người dân châu Âu. Dữ liệu chính thức đã chỉ ra những yếu tố gây nên nỗi lo này với chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình làm rõ sự phân bổ ngân sách của các hộ gia đình để đáp ứng được nhu cầu hàng ngày như là thực phẩm, nhà ở, quần áo, năng lượng, y tế và giao thông. Theo dữ liệu của Eurostat, Tổng cục của Ủy ban châu Âu có trụ sở tại Luxembourg vào năm 2022, chi phí dành cho nhà ở, nước, điện, khí đốt và các loại nhiên liệu khác chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi tiêu hộ gia đình ở Liên minh châu Âu EU lên tới 24,1%, kế đến là thực phẩm và đồ uống không cồn chiếm 13,6% và chi phí giao thông chiếm 12,5%. Mặc dù thứ hạng của các danh mục này không thay đổi trong suốt 20 năm vừa qua, nhưng tỷ trọng của chúng đã biến đổi đáng kể. Trong khoảng thời gian từ năm 2002 tới năm 2022, chi phí dành cho nhà ở tại châu Âu đã tăng từ 21,1% lên 24,1%. Điều này có nghĩa là nếu tổng chi tiêu của một hộ gia đình là 1.000 euro vào năm 2002, họ sẽ chi 211 euro cho nhà ở. Đến năm 2022, con số này tăng lên 241 euro, phản ánh gánh nặng tài chính ngày càng lớn của các chi phí thiết yếu. Trong số các quốc gia EU, Ireland, ghi nhận mức tăng chi phí nhà ở lớn nhất là với 7,1% từ năm 2002 tới năm 2022. Tiếp theo là Tây Ban Nha và Ý với mức tăng lượng lượt là 6,3% và 5,4%. Tại 10 quốc gia khác, mức tăng cũng vượt quá 4%, cho thấy xu hướng nhà ở, chi phí dành cho nó đã tăng lên trên toàn khu vực. Năm 2022, Slovakia dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình dành cho nhà ở với hơn 30%. Phần Lan và Đan Mạch theo sát với tỷ lệ lần lượt là 29,6 và 29,1%. Những con số này cho thấy các quốc gia Bắc Âu và Trung Âu đang đối mặt với áp lực tài chính lớn từ chi phí nhà ở và tiền ích. Ngược lại, các quốc gia Nam Âu và Đông Âu như là Montenegro, Thổ Nhĩ Kỳ và Albania có tỷ lệ chi tiêu dành cho nhà ở thấp hơn nhiều, với Montenegro chỉ với mức 11,6, Thổ Nhĩ Kỳ và Albania lần lượt là 12,4 và 12,5%. Một báo cáo của OECD gần đây đã chỉ ra rằng chi phí nhà ở đang là gánh nặng tài chính lớn đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tỷ lệ gánh nặng chi phí nhà ở đặc biệt cao ở các nền kinh tế hàng đầu châu Âu. Năm 2022, gần 49% số người thuê nhà tư nhân có thu nhập thấp ở Anh đã chi hơn 40% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà, tiếp theo là 32% ở Pháp và 28% ở Ý. Nikki Asia đưa tin thủ tướng Singapore Lawrence Wong vừa qua cho biết Singapore cần chuyển đổi các chính sách kinh tế nhà ở và giáo dục để đưa đất nước tiến lên ông lập luận rằng quốc gia này đang phải đối mặt với môi trường cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn trong bài phát biểu ở đại hội toàn quốc hôm 18 tháng 8, ông Wong nói Singapore sẽ đòi hỏi việc thiết lập lại các chính sách, đồng thời việc thiết lập lại thái độ của chúng ta cũng quan trọng không kém. Đây là bài phát biểu hàng năm quan trọng nhất đối với một thủ tướng Singapore và cũng là bài phát biểu đầu tiên của ông Wong kể từ khi nhậm chức vào tháng 5. Ông Wong thừa nhận những căng thẳng quốc tế đang siết chặt một nước phụ thuộc vào thương mại như Singapore. Ông nói, trong vấn đề địa chính trị, mối quan tâm lớn nhất của chúng ta là sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, bất cứ ai thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 thì thái độ của Mỹ đối với Trung Quốc cũng vẫn cứng rắn ông quân khẳng định khi các quốc gia phương tây chuyển sang phục hồi sản xuất tại châu á và trung quốc xây dựng nền kinh tế của riêng mình chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để duy trì tính cạnh tranh và thúc đẩy biên giới để tăng cường sự đổi mới và tăng cao năng suất đó là lý do tại sao chúng ta đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển cũng như vào cơ sở hạ tầng và công nghệ mới singapore đã trở thành một nơi để các công ty đa quốc gia nghiên cứu và phát triển cũng như triển khai các hoạt động giá trị gia tăng cao khác Việc duy trì sự thuận lợi trong kinh doanh là chìa khóa cho khả năng cạnh tranh của nước này. Cục thống kê báo cáo Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Singapore sau Trung Quốc vào năm 2023. Tuần trước, Singapore đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm trong năm 2024 lên 2-3%, từ mốc 1-3%, dự kiến tăng trưởng sẽ phục hồi dần dần trong lĩnh vực sản xuất. Theo thông tin từ Daily NK, Triều Tiên đã tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống thanh toán điện nước của nước này. Cụ thể, thì Cục Công nghệ Thông tin Bình Nhưỡng đã kiểm tra mạng máy tính và thay thế thiết bị tại các trạm gốc trên toàn quốc. Một nguồn tin ẩn danh cho biết rằng trong tháng đầu tiên của cuộc kiểm tra, chính quyền đã lên kế hoạch kiểm tra hệ thống thanh toán điện tử trên toàn quốc, thu thập dữ liệu cơ bản và xác định tình hình hiện tại. Theo nguồn tin, một nhóm kiểm tra kỹ thuật từ Cục Công nghệ Thông tin Bình Nhưỡng đã đến thăm các trạm lớn ở khu vực Bình Nhưỡng bao gồm cả thủ đô Nam Po, Pyongyang ở tỉnh Nam Pyongyang và Sariwon ở tỉnh Bắc Gwanghae để xem xét hệ thống xử lý dữ liệu của họ. Các thanh tra viên đang tập trung vào việc kiểm tra dữ liệu có được trao đổi xuân sẻ giữa các ngân hàng lớn và các cửa hàng có khả năng thanh toán điện tử hay không. Họ cũng đang thay thế thiết bị khi cần thiết. Trước đó, Daily NK đã báo cáo rằng Cục Công nghệ Thông tin Bình Nhưỡng sẽ kiểm tra hệ thống thanh toán điện tử trong nước từ tháng 7 đến tháng 10 để cải thiện sự an toàn và hiệu quả, theo lệnh của nội các. Việc kiểm tra cho thấy Triều Tiên đặt mục tiêu tăng cường niềm tin của công chúng vào ngân hàng kỹ thuật số bằng cách cải thiện hệ thống thanh toán điện tử. Nỗ lực này phù hợp với mục tiêu của nước này nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang tài chính kỹ thuật số. Trong bài phát biểu về chính sách lớn đầu tiên của mình mới đây, Thủ tướng Lâm thời Bangladesh, ông Muhammad Yunus cũng đã cho biết rằng Bangladesh sẽ duy trì sự hỗ trợ cho người tị nạn Rohingya đến từ Myanmar và củng cố thương mại may mặt quan trọng của nước này. Ông Jonas, 84 tuổi, đã trở về từ châu Âu trong tháng này sau cuộc cách mạng do sinh viên lãnh đạo để đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là chỉ huy các cải cách dân chủ ở một đất nước đang bị chia rẽ bởi sự phân rãi thể chế. Người tiền nhiệm của ông, cựu thủ tướng Sheikh Hasana, 76 tuổi, đã trốn khỏi đất nước vài ngày trước đó bằng trực thăng sau 15 năm lãnh đạo. Đặt các ưu tiên của mình trước các nhà lãnh đạo và đại diện của Liên Hiệp Quốc, ông Junus tuyên bố đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hai trong số những thách thức chính sách lớn nhất trong chính quyền lâm thời của mình. Ông Yunus cũng nói, chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn 1 triệu người Rohingya đang tị nạn ở Bangladesh. Chúng tôi cần những nỗ lực bình vững của cộng đồng quốc tế để giúp đỡ cho các hoạt động nhân đạo dành cho người Rohingya và đưa họ trở về quê hương Myanmar với sự an toàn và đầy đủ quyền lợi. Bangladesh hiện là nơi sinh sống của khoảng 1 triệu người tị nạn Rohingya. Hầu hết trong số họ đã trốn khỏi nước láng giềng Myanmar vào năm 2017 sau cuộc đàn áp quân sự ở nước này. Những tuần bất ổn và các cuộc biểu tình rầm rộ ở Bangladesh đã lật đổ bà Hasina cũng đã gây ra sự gián đoạn rộng rãi đối với ngành dịch may, ngành trụ cột của đất nước khi các nhà cung cấp phải chuyển đơn đặt hàng ra khỏi nước này. Ông Yunus cũng nói, chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng may mặt toàn cầu, mà trong đó chúng tôi đang đóng vai trò quan trọng. Bangladesh có 3.500 nhà máy may mặc, chiếm khoảng 85% trong số 55 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu hàng năm. Ông Jonas đã giành giải Nobel Hòa bình năm 2006 cho công trình tiên phong của mình trong lĩnh vực tài chính vi mô, được ghi nhận là đã giúp cho hàng triệu người Bangladesh thoát khỏi đói nghèo. Ông nhậm chức với tư cách là cố vấn trưởng cho chính quyền lâm thời và đã nói rằng ông muốn tổ chức bầu cử trong vòng vài tháng tới. Trước khi bị lật đổ, chính phủ của bà Hasina đã bị buộc tội vi phạm nhân quyền trên diện rộng, bao gồm cả việc giam giữ hàng loạt và giết hại các đối thủ chính trị phi pháp. Bà đã trốn khỏi đất nước vào ngày 5 tháng 8 đến nước láng giềng Ấn Độ, nước bảo trợ và là ân nhân chính trị lớn nhất của chính phủ Bangladesh khi những người biểu tình tràn vào thủ đô Dhaka để buộc bà rời nhiệm sở. Thưa quý vị, tại Ấn Độ, các nhân viên y tế trên khắp đất nước đã từ chối chấm dứt các cuộc biểu tình vào hôm 19 tháng 8 liên quan đến vụ việc một nữ bác sĩ nước này bị giết hại và hãm hiếp. Các cuộc biểu tình đã làm gián đoạn hoạt động của hàng loạt bệnh viện Ấn Độ gần một tuần sau khi cả nước phát động phong trào biểu tình, yêu cầu điều tra hình sự và tạo điều kiện an toàn hơn tại nơi làm việc. Các nhân viên y tế trên khắp Ấn Độ đã tổ chức các cuộc biểu tình và từ chối tiếp nhận bệnh nhân trừ những trường hợp không khẩn cấp sau vụ giết hại nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi vào ngày 9 tháng 8 tại một bệnh viện ở thành phố phía đông Kolkata. Các nhà hoạt động phụ nữ nói rằng vụ việc đã cho thấy cách phụ nữ ở Ấn Độ tiếp tục bị bạo lực tình dục như thế nào, bất chấp luật pháp đã siết chặt hơn sau vụ hiếp dâm tập thể và giết hại một sinh viên 23 tuổi trên một chiếc xe buýt ở New Delhi vào năm 2012. Chính phủ đã kêu gọi các bác sĩ trở lại làm nhiệm vụ, đồng thời thành lập một ủy ban để đề xuất các biện pháp cải thiện việc bảo vệ cho các bác sĩ. Theo thông tin từ Reuters, Bộ Y tế Philippines hôm 19 tháng 8 cho biết, nước này đã phát hiện một trường hợp mới nhiễm virus đậu mùa khỉ mpox lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái, đồng thời cho biết đang chờ kết quả xét nghiệm trước khi có thể xác định chủng. Theo Bộ Y tế, bệnh nhân là một người đàn ông Philippines, 33 tuổi, không có tiền sử đi du lịch nước ngoài. Người phát ngôn của Bộ, ông Albert Domingo, cũng đã cho biết, chúng tôi đang chờ kết quả phân tích và sẽ thông báo khi có. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Tư tuần trước đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Mpox. Đây là hình thức cảnh báo cao nhất sau khi dịch bệnh bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang các nước láng giềng biến thể mới của virus này đã gây ra mối lo ngại toàn cầu vì nó dường như dễ lây lan hơn sau khi thường xuyên tiếp xúc gần. Một ca mắc biến thể mới cũng đã được ghi nhận vào thứ năm tuần trước ở Thụy Điển và có liên quan đến được bùng phát ngày càng tăng ở châu Phi. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy virus đã lây lan sang bên ngoài lục địa. Pakistan hôm thứ Sáu tuần trước cũng đã xác nhận có ít nhất một trường hợp nhiễm virus Mpox vừa trở về từ một quốc gia vùng vịnh, nhưng vẫn chưa biết chủng virus Trường hợp mới ở Philippines là trường hợp thứ 10 mà Bộ Y tế đã phát hiện. Trường hợp đầu tiên ở nước này là vào tháng 7 năm 2022. Bộ Y tế Philippines cũng đã cho biết các triệu chứng bắt đầu hơn một tuần trước, đầu tiên là sốt, 4 ngày sau đó, mặt, lưng, gáy, háng cũng như lòng bàn tay và lòng bàn chân phát ban. Căn bệnh này do virus đậu mùa khỉ gây ra. Người bệnh thường mắc các triệu chứng tương tự như là cúm và bị mưng mũ ở vết thương. Hầu hết là bệnh nhẹ nhưng có thể gây chết người ở trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch yếu, chẳng hạn như những người nhiễm HIV, tất cả đều có nguy cơ bị biến chứng cao hơn quỹ nhi đồng liên hiệp quốc unicef vừa qua đã lên tiếng cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tăng cao ở các khu vực tại yemen do chính phủ kiểm soát theo báo cáo mức độ suy dinh dưỡng đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng ở các vùng phía nam của đất nước trong báo cáo về sáng kiến phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC, UNICEF cho biết số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính đã tăng 34% so với năm trước, có hơn 600.000 trẻ em bị ảnh hưởng, bao gồm 120.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Yemen đã bị nhấn chìm trong cuộc xung đột tàn khốc kể từ năm 2014, giữa chính phủ được quốc tế công nhận, được hỗ trợ bởi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn. Tình trạng hỗn loạn đã khiến cho đất nước, vốn đã là nước nghèo nhất ở bán đảo Ả Rập trước chiến tranh, rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới. UNICEF cho biết thêm, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ là hậu quả từ các đợt bùng phát dịch bệnh, dịch tả và sởi, mất an ninh lương thực cao, thiếu nước uống và suy giảm kinh tế. Dữ liệu IPC bao quát 117 khu vực do chính phủ kiểm soát, tất cả các khu vực đều dự kiến sẽ trải qua mức độ suy dinh dưỡng cao trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 một số khu vực đã được phân loại là có mức độ suy dinh dưỡng cấp tính khi lần đầu tiên chạm mốc trên 30%. Thưa quý vị, tại sân bay Chitose, Hokkaido, Nhật Bản, một cửa hàng ở sảnh chờ đã bị mất một chiếc kéo, khiến cho giới chức phải đóng cổng an ninh, dẫn đến hơn 230 chuyến bay phải bị hoãn hoặc là hủy. Vào sáng 17 tháng 8, một cửa hàng trong khu vực chờ tại sân bay Shin Chitose, Hokkaido thông báo bị mất một chiếc kéo. Giới chức sân bay lập tức đình chỉ vận hành các cổng an ninh để kiểm soát, ra soát tìm vật thể bị coi là hàng hóa nguy hiểm này. Những hành khách đã qua cửa an ninh và đang đợi lên máy bay cũng buộc phải rời khu vực chờ để kiểm tra thêm một lần nữa. Các quan chức tìm kiếm suốt 2 tiếng nhưng không phát hiện chiếc kéo nào trong hành lý và trên người hành khách. Các cổng kiểm tra an ninh được vận hành trở lại, nhưng tình trạng tắc nghẽn đã kéo dài đến hết ngày. Tổng cộng 201 chuyến bay bị hoãn, 35 chuyến bị hủy, ảnh hưởng tới hơn 7.200 người, 29 người phải qua đêm tại sân bay. Sân bay đặc biệt bận rộn vào hôm đó vì nhiều du khách đang trên đường về nhà sau kỳ nghỉ lễ Obon từ ngày 13 tới ngày 16 tháng 8. Đây là lễ hội thường niên của Nhật Bản, thời điểm người dân tưởng nhớ người thân đã khuất, cũng là dịp cao điểm của ngành du lịch của quốc gia này. Theo thông tin từ các nhà chức trách Ý, một thi thể đã được tìm thấy từ thân tàu của du thuyền sang trọng bị chìm ngoài khơi bờ biển Sicily. Sáu người vẫn đang mất tích sau khi lốc xoáy đánh vào con tàu vào khoảng 5 giờ sáng thứ hai. Du thuyền đã neo đậu cách cảng Portesalo trên đảo Địa Trung Hải khoảng nửa dặm. Theo phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Ý, 15 người đã được cứu sống tại hiện trường và một trẻ em đã được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng đến bệnh viện Nhi ở Palermo. Thuyền trưởng nằm trong số những người sống sót. Du thuyền dài 56 mét mang tên là Pegasian treo cờ Anh, chở phần lớn là hành khách và thủy thủ đoàn người Anh. Ngoài ra còn có hai người mang quốc tịch Anh Pháp, một người New Zealand, một người Ireland và một người Sri Lanka. Theo một thông cáo báo chí, đội cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ Ý cho biết các thợ lặn của họ đã tiếp cận thân tàu ở độ sâu 49 mét dưới mực nước biển. Đội cũng đã điều động trực thăng để tăng cường hoạt động tìm kiếm. Bộ Ngoại giao Anh chưa có phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận. Tối thứ Hai ngày 19 tháng 8, theo giờ nước Úc, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp sẽ thắp sáng bầu trời Sydney, đó là siêu trăng xanh đầu tiên của năm 2024. Mặc dù bị che khuyết một phần bởi mây, mặt trăng vẫn chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp trên nhà hát opera hình con sò. Theo Cục Khí tượng Australia, phần lớn khu vực sẽ có bầu trời trong lành vào tối thứ hai, tạo điều kiện lý tưởng cho mọi người quan sát hiện tượng thiên văn đặc biệt này. Tuy nhiên, tại Adelaide và Perth, mây mù và mưa có thể làm giảm khả năng quan sát. Theo NASA, hiện tượng siêu trăng xanh sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày Chủ nhật đến sáng sớm thứ tư. Mặt trăng sẽ đạt điểm gần nhất với trái đất vào sáng thứ ba, lúc 4 giờ 26 phút sáng, theo múi giờ miền đông của nước Úc. Tuy nhiên, những người yêu thiên văn ở Úc có thể quan sát rõ nhất vào tối thứ hai, trăng sẽ mọc vào khoảng 5 giờ chiều và bắt đầu hiện rõ trên đường chân trời từ khoảng 6 giờ chiều tại các thành phố lớn. Siêu trăng xảy ra vài lần mỗi năm, nhưng trăng xanh thì hiếm hơn nhiều. Lần trăng xanh tiếp theo sẽ không xuất hiện cho đến tháng 5 năm 2026 và phải chờ ít nhất 3 năm nữa thì mới có một siêu trăng xanh khác. Những ai bỏ lỡ cơ hội này vào thứ hai vẫn có thể quan sát siêu trăng vào tối thứ ba khi mặt trăng vẫn ở gần trái đất hơn so với thông thường. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng đã đến điểm gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó, khiến nó trông lớn hơn và sáng hơn nhiều so với bình thường. Mặc dù được gọi là trăng xanh, nhưng tên gọi này không ám chỉ màu sắc của mặt trăng. Trăng xanh là một hiện tượng xảy ra khi có hai lần trăng tròn trong một tháng dương lịch hoặc là bốn lần trăng tròn trong một mùa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.